Hello, xin chào tất cả các bạn đã cùng trở lại với channel của Minh Nam Vlog kiếm tiền online. Thì trong video này, theo một cái bình luận của một bạn đấy, có nói rằng là hóng anh ra video để mà hướng dẫn auto click aviso ở trên điện thoại. Đấy, bằng cách đó như là là trên cái trình duyệt LD player này. Thì ngày hôm nay thì Minh Nam cũng đã tìm hiểu và cuối cùng cũng đã tìm ra được một con app ở trên điện thoại giúp các bạn có thể là ghi lại cái hành động chuột y xì đúc như là cái việc các bạn sử dụng ở trên những cái trình duyệt giả lập, được chưa? Những cái trình giả lập, được chưa? Đấy, do là Minh Nam đang treo tu cái aviso cho nên là mình sẽ dùng một cái trang web khác nó y xì đúc như là trang web aviso, đó là trang web là SellPay của chúng ta. Đây, SellPay nhá. Đầu tiên sẽ vào cái phần SellPay cho các bạn này. Các bạn chờ một chút để mình tải lại trang web nhá. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ bi xoa lại này. Bên nó báo cái quái đây. À, nó yêu cầu có cái mã nhá. Các bạn chờ một chút. Đó, trang web này thì nó hoạt động là giống y như là trang web aviso của chúng ta. Được chưa? Đây, các bạn thấy này. Giống y nhau luôn. Đây, cũng có những cái tab như thế này. Xong rồi mở xuống cũng có phần YouTube và làm nhiệm vụ. Tóm lại là nó chỉ mod lại những cái giao diện một chút thôi. Cho con thực sự là nó giống y nhau nhá. Đấy, đây là Minh Nam dùng trên trình duyệt giả lập của Android. Còn trên điện thoại Android các bạn làm tương tự như Minh Nam, các thao tác sau. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào cho mình Chrome này. Các bạn sẽ tìm kiếm giúp Minh Nam cái ứng dụng có tên là Lucky Mods APK. Sorry các bạn, đó là trang web là Lucky Mods APK. Và các bạn sẽ tải giúp Minh Nam là ứng dụng Retoot này. Cái ứng dụng là Toot Recorder, được chưa? Toot Recorder. Đây, mình sẽ trở lại một chút nhé. Đây, cái Toot Recorder này này. Đây, Premium Unlocked đây này. Đấy, các bạn tải giúp Minh Nam cái ứng dụng này về nhá, Toot Recorder. Còn các bạn lên thẳng Set Play ấy thì cũng thấy đấy, nhưng mà nó là cái phiên bản mất phí nhá. Còn đây nó là cái phiên bản Premium, nó unlock rồi, được chưa? Đấy, các bạn sẽ tải giúp Minh Nam ứng dụng này về. Đây, Minh Nam sẽ tải nó về trước nhá. Download này. Trở lại này. Tắt cái quảng cáo đi này. Bấm download lại này. Đấy. Sau đó các bạn sẽ vào cái phần mod. Mod đây. Đấy, download APK này. Các bạn bấm vào. Đó. Kéo xuống. Các bạn chờ nó một chút nhá. Đấy, nếu mà không tự động download xuống thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Download này. Trở lại một phát này. Download phát nữa này. Và bây giờ nó sẽ tải xuống này nhá. Đấy, các bạn tải ứng dụng này về giúp Minh Nam. Sau khi tải về các bạn sẽ mở nó lên. Các bạn bấm cài đặt. Đó, rất nhanh, mình sẽ mở nó lên này. Được chưa? Đấy, các bạn sẽ mở nó lên. Và nó chính là của lineapks.com. Các bạn bấm close. Đó, các bạn bấm kích tất cả các thứ đi. Đấy, ở đây nó có phần là disable, tức là tắt cái chế độ mà tiết kiệm điện ở trên cái điện thoại của các bạn. Thì các bạn bấm dismiss là xong nhá. Bấm ok là xong. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ có thể là bấm cho mình vào cái phần WhatsApp này này. WhatsApp này này. Bấm vào đây. Các bạn bấm vào đây. Bởi vì cái time remaining, tức là nó còn yêu cầu, đó là cái thời gian để các bạn có thể xem để chúng ta mua được cái premium. Nhưng mà kệ cụ đấy nhá, không quan tâm. Ở đây nó sẽ có các mục như là recorder script, được chưa? Nó tương tự như là cái LD player của mình. Đây, nó sẽ có cái tự động ghi chép hành động đây. Đấy, nó tương tự cái chức năng này. Bây giờ các bạn bấm record script, add script. Tắt nó đi, bấm next sang bên phải. Next sang bên phải, được chưa? Đấy, bây giờ các bạn bấm cho mình vào nút add script này. Nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải bật hai cái thanh trạng thái này lên. Thì các bạn bấm vào go to setting. Đó, bật cái này lên là xong, được chưa? Trở lại. Đấy, nó đã báo là enable rồi. Cái này tiếp tục này, vẫn disable. Các bạn bấm go setting này, bật cái dịch vụ này, bật lên. Mỗi điện thoại sẽ có một cái khác nhau, các bạn tìm nó sẽ ra rồi nhá. Đấy. Đấy, khi nào mà bấm start add script, nó hiện ra một cái bảng như thế này là được. Các bạn thì bấm vào đây. Từ từ nhá, để Minh Nam exit nó lại một chút. Exit nó đi. Từ đã. Close này. Các bạn sẽ vào đây. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần đó là add rút này. Các bạn sẽ phóng to cái này lên một chút để cho chúng ta dễ nhìn, được chưa? Đấy, phóng to thu nhỏ, phóng to thu nhỏ. Đấy, mình cho max setting lên. Sau đó mình sẽ vào đây. Add script. Đấy, nó to tướng này, nhìn nó dễ hơn đúng không?
Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại. Các bạn sẽ quay trở lại bởi vì chúng ta đang dùng cái này rồi. Các bạn cứ để nguyên nó nhé. Các bạn để nguyên nó chạy trong nền. Các bạn sẽ trở lại cái trang SharePlay của chúng ta. Đấy, Aviso các bạn làm tương tự nhé. Các bạn sẽ mở cái này ra này. Các bạn vào YouTube này. Nó sẽ yêu cầu mình là cái gì đây? Truy cập phần này, vui lòng hoàn tất quá trình. Bấm hoàn tất quá trình nhá. Để nó bắt mình xác minh phải robot đấy. Đây này. Cầu thang chọn cái này cũng khá đơn giản đấy các bạn ạ. Đấy, tiếp theo này. Vạch qua đường ui lắm thế. Rồi ok, xác minh. Đấy các bạn cứ phải hoàn thành xong một cái bước xác minh này nữa nó mới cho các bạn làm nhá. Đó. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ load được một phát này. Đấy. Ok, bắt đầu chúng ta sẽ làm nha. Các bạn để nó ở trong cái phần bên góc góc này này, được chưa? Bên góc góc này. Trên đây trên điện thoại nhá. Trên điện thoại này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bấm nút record. Bắt đầu chúng ta bắt đầu xem. Các bạn bấm vào đây, bấm vào cái chữ map này. Đấy. Các bạn sẽ kéo sang. Đấy, bạn bấm nút đi, nút xem ấy, được chưa? Nó sẽ ra một cái giao diện này. Thì bây giờ các bạn tiếp tục bấm vào cái màn hình thôi để cho nó chạy video, được chưa? Chạy video. Đấy. Nó ghi ở đây nhá, nó ghi ở đây. Được chưa? Đấy, như cái này nó cũng là 10 giây nhưng mà mình khuyên các bạn là nên để đến 20 giây như hôm qua mình Nam hướng dẫn cho các bạn là ngon nhất. Là ok. Đấy. Được chưa? Đây, cái này nó sẽ có một thêm một cái chức năng nó lại khác cái Aviso một chút, còn Aviso các bạn chỉ cần hiện tại các bạn chỉ cần xem thôi. Là sau nó sẽ tự động cộng dây, được chưa? Đấy, còn đối với trang web này thì mình Nam làm này, mình Nam sẽ bấm vào cái phần vàng vàng này. Đó, nó sẽ cộng giúp cho mình, được chưa? Sau đó mình lại phải làm một cái thao tác trên điện thoại, nó lại rườm hơn trên kia một chút là các bạn bật vào đây, bấm số 2 này, các bạn tắt dấu X đi. Các bạn trở lại trang web của chúng ta. Các bạn tiếp tục bấm vào cái thứ hai. Các bạn tiếp tục bấm xem. Đấy. Được chưa? Bấm play cho nó chạy. Đó, cái này các bạn tiếp tục để cho mình Nam là 20 giây, được chưa? Để cho mình Nam là 20 giây. Các bạn cứ ướm thôi. Đây này 9 này, 8 7 6 5, được chưa? Bởi vì cái trang web này nó yêu cầu là chúng ta phải xác minh một lần nữa. Đấy, bấm đây này, bấm một cái vòng vàng đúng không? Đây nó phải bấm một cái vòng vàng. Nhưng mà mình khuyên các bạn là trên Aviso ấy, bởi vì các bạn muốn treo trang web này cũng được, mình Nam cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn cái đường link của trang web này để các bạn xem. Đấy, bởi vì nó là SharePlay thôi, nó tương tự như là Aviso. Chẳng qua nó khác mỗi là chúng ta phải xác minh như này. Chính cái xác minh này rất là dễ các bạn nhé. Đấy, mình ướm được 20 giây rồi này. Thì nếu như là 20 giây thì các bạn sẽ bỏ qua bước này, được chưa? Các bạn cứ ngầm hiểu rằng là đây, mình đang bấm bước này. Đấy, sau đó mình lại bấm vào đây. Sau đó mình lại tắt cái tab đi. Sau đó mình lại trở lại đây, được chưa? Mình tiếp tục xem cái thứ ba. Tiếp tục bấm vào đây để xem cái thứ ba. Cái này thì mình Nam sẽ xem 3 cái một lúc, được chưa? Bấm play này. Đấy, nó cứ 15 giây thôi nhưng mà mình cứ xem 20 giây, được chưa? Đấy, nó là 15 giây, mình Nam cứ xem 20 giây cho nó chán chê đi, bởi vì chúng ta mỗi lần lặp này chúng ta được 3 cái, được chưa? Đấy, các bạn yên tâm là cái này hoạt động chính xác 100% luôn, được chưa? Đấy, tiếp tục cộng này. Đó, nếu như mà đều đều như thế này thì rất là dễ. Đó, rất là dễ. Đây, mình Nam ướm này. Cứ cho nó khoảng 20 giây nhá. 7 8 9 30. Ok, bấm vào đây. Tiếp tục bấm vào đây. Bấm tắt này đi. Bởi vì màn hình nó hơi nhỏ, được chưa? Chúng ta lại phải load lại trang web một lần. Tiếp tục bấm vào đây, load lại trang web. Đó, như vậy là xong. Mình sẽ bấm vào đây. Ok các bạn ạ, thì ở trên điện thoại các bạn làm nó sẽ không bị lỗi như là mình Nam làm trên trình giả lập nhé. Nếu mà trên trình giả lập thì chúng ta phải hiểu rằng là nó sẽ bị di qua di lại. Bây giờ mình Nam sẽ ghi lại hành động một lần nữa này. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ vào phần YouTube này. YouTube truy cập hoàn tất quá trình này. Cô yêu phải người máy này, đèn giao thông các thứ này. Lắm đèn giao thông nhà. Đây nhá, xác minh này. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm ủy quyền. Được chưa? Nó ra rất nhiều những cái ở đây, mình Nam sẽ chọn là không bao giờ dịch trong web này. Đấy, để cho nó khỏi hiện ra cái bảng này nữa, được chưa? Đây, mình Nam sẽ load lại rất nhiều lần để xem nó có bị chênh lệch không. Đấy, nó sẽ không bị chênh lệch các bạn nhá. Nó sẽ không bị di lại bên này lúc thì bên này, lúc bên kia như ban đầu nữa, đúng không? Đó, bây giờ mình sẽ load lại một lần cho chắc. Được chưa? Sau khi đã ok rồi. Đấy, sau khi đã ok rồi thì mình sẽ bấm nút record. Đấy, mình chọn vào đây, chọn vào đúng cái map này nhá. Đó, chọn xem này. Video hiện phát là chúng ta chọn play luôn, được chưa? Play luôn. Đó.
play luôn. Và khi nào nó cộng tiền thì các bạn để ý này, khi nào nó cộng tiền chúng ta sẽ chọn bấm trở lại là xong. Trên Aviso thì khi mà các bạn nhá, khi nó xem xong video này tầm 20 giây này. Đấy, khi mà nó tầm 20 giây xem xong này thì các bạn thì bấm tắt này đi là xong. Còn đây mình Nam đang dùng trên trang web là SellPay này. Đấy, mình thấy nó hiện rồi nhưng mà mình chưa thấy nó đủ 20 giây ấy thì mình lại phải đợi. Bởi vì mình đang hướng dẫn cái cách mà các bạn làm ở trên Aviso, được chưa? Các bạn cứ để cho mình 20 giây bởi vì về sau nó còn rất nhiều những video 2 30 giây cơ. Đấy. Nếu mà chúng ta đặt chỉ có 15 giây thôi thì lúc mà nó gặp những cái trang web kia nó rất là khó. Đấy, bây giờ dừng xong này, tắt đi này. Tiếp tục vào trang web thứ hai. Tiếp tục xem. Được chưa? Bấm play luôn. Được chưa? Đấy. Bởi vì mạng này còn phụ thuộc vào mạng nhé. Mạng nào các bạn mà bị chậm ấy, các bạn nhớ rằng là để cho Minh Nam nó dôi thời gian một chút, khoảng 2 3 giây nó cũng chả ảnh hưởng đâu. Bởi vì mỗi lần chúng ta xem được 3 cái rồi. Đấy. Trang web này thì Minh Nam thấy rằng là nó quảng cáo cái tỷ giá nó rút nó hơi thấp một chút. Đấy, còn khuyên các bạn nó vẫn nên sử dụng Aviso. Được chưa? Đó, mặc dù nó qua 10 giây này nhưng mà Minh Nam phải đợi nó đến 20 giây. Đó, cứ đợi 20 giây nhá. Đợi 20 giây này. Đấy. 9 20 tầm 25 mình sẽ bấm vào đây. Đó. Rồi, bấm vào đây. Xong, bây giờ chúng ta sẽ bấm nút tắt đi. Tiếp tục xem cái thứ ba. À, bây giờ nếu mà các bạn thấy nó che này rồi ấy, thì các bạn đợi một chút. Đấy, cho nó ra cái phần này. Bấm vào đây tiếp. Kích vào đây. Mỗi cái này chúng ta xem được 3 cái, được chưa? Thị phạm luôn, các bạn xem luôn. Đấy. Đây, nó che này là ok rồi này. Nó sẽ khoanh vùng những cái vùng chúng ta chọn, được chưa? Nó tương tự như là trên cái trình duyệt, cái giả lập nóc hay là BlueStacks này. LD player và Memu thôi. Đấy, vân vân. Được chưa? Đấy, Minh Nam chờ một chút, 58 tầm 2 phút 10 giây thì Minh Nam sẽ bấm nút nhận ở đây nhá. Đấy. Các cái thao tác để Minh Nam chắc chỉ cần hướng dẫn một lần thôi là các bạn cũng sẽ hiểu rồi chứ không cần mình phải thao tác nhiều nữa. Ok, bấm nhận tiền, bấm tắt cái này đi. Được chưa? Bây giờ mình sẽ bấm nút reset một lần nữa. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ bấm nút dừng là bạn phải bấm nút đỏ đấy nhá. Đó. Bây giờ ta sẽ vào đây. Các bạn chọn Play Script. Được chưa? Các bạn bấm vào nút 3 chấm. Các bạn bấm vào Edit Script. Các bạn ở đây, các bạn thấy nó có phần là loop cao này. Tức là cái số lần lặp. Số lần lặp. Được chưa? Các bạn để đây cho Minh Nam là 1000 lần xem được không nhá. À đây. À 999 đi nhá. 9999 lần đi. Đấy. Save. Được chưa? Đó. Ô, nó bị thoát rồi các bạn ạ. Nó bị thoát mất rồi. Bảy giờ hai mươi sáu phút. Edit 999 lần. Save. 7:30. Được chưa? Chính là cái này nhá. Đấy. Edit 999 lần. Ok, tốt nhất là các bạn để cho Minh Nam là 999 lần, được chưa? Đó. Code này. Bấm vào đây này. Play này. Đấy. Bây giờ Minh Nam sẽ trở lại trang web này để cho nó play nhá. Các bạn bấm nút play ở đây này. Đó. Nó xem rất là nhanh, được chưa? Đấy, các bạn thấy tự động chưa? Đây nhá, Minh Nam chuột, Minh Nam để bên phải nhá. Và nó vẫn đang chạy tự động, được chưa? Đấy, Minh Nam vẫn cứ gì ở đây này. Các bạn nhìn này. Đó. Đây. Các bạn nào cần yêu cầu là làm trên điện thoại thì các bạn chỉ cần tải cho mình duy nhất cái ứng dụng này về thôi. Là ngon lành cành đào luôn. Đấy, đếm 20 giây là tự động là click vào trong đây nhá. Tự động kích vào trong đây này. Đấy, bây giờ vẫn xem video này, kệ nó nha. Các bạn chờ xem cái tỷ lệ auto của nó này, xem nó chuẩn xác đến mức nào nhá. Đấy. Bởi vì nếu như các bạn dùng cái auto click bình thường mà cái loại mà kéo xuống dưới, kéo sang bên phải, kéo lên trên ấy, đúng không? Cái đầu tròn tròn nó ghi là số tự 1 2 3 4 ở trên màn hình, khắp màn hình đây này. Đấy, nó cộng vào đấy. Nó, đấy, tắt đi này, tiếp tục xem cái thứ hai này. Được chưa? Ngon chưa? Đấy, tiếp tục xem này, thấy chưa? Đấy, rất là tự động. Đó, xem nhanh hơn cả tool luôn, được chưa? Đấy. Các bạn nghĩ là các bạn nên dùng tool này là các bạn cứ dùng trình duyệt ở trên điện thoại. Đó. Bạn nào mà có một dàn điện thoại smartphone ấy, thì đúng là hết nước chấm, đúng không? Đây. Đấy, các bạn nhìn nhá. Mình làm vẫn cứ gì này này. Tí nữa các bạn nhìn nó lại cộng tiền ngay được mà. Đấy, cứ 20 giây nó sẽ cộng tiền cho chúng ta. Đó. Cái này thì mình nào cũng phải treo cả ngày, không bao giờ bị lỗi các bạn ạ. Đúng là mình căn cái tỷ lệ thời gian, các bạn nhớ nhá. Là chúng ta cứ dôi thời gian một chút. Bởi vì là các bạn hiểu vì sao không. Đấy, cộng tiền này, tắt tab này. Tắt tab này, tiếp tục chờ nó một chút. Đấy, xem cái thứ ba này, được chưa?
đầu xem cái thứ ba này, các bạn nhìn này, đấy, tiếp tục xem này, được chưa? Mỗi lần chúng ta xem được 3 cái cộng tiền 3 cái ngon lành. Đấy. Một là lập là xem được 3 cái các bạn nhân lên. Bây giờ ví dụ như là một cái các bạn nhân lên này, từ từ nhá. Ở đây. Calculator này. Ví dụ một cái là 999 lần. À đâu? Từ từ các bạn, sorry các bạn chút nhá. Là một lần chúng ta xem được 3 cái thì 3 cái này chúng ta sẽ nhân với lại 3 cái và chúng ta nhân với lại là 0,00 2 chẳng hạn, đúng không? 0,025 đi. Đấy. Là mỗi một lần chúng ta xem được là 0,0075 mà chúng ta nhân với lại 999 lần mà chúng ta nhân lên được 74 giúp, được chưa? Cũng tạm ổn, đúng không nào? Đấy, chúng ta loát lại này và chúng ta tiếp tục vòng lặp mới. Để chờ xem nó loop trên thế nào nha. Một trên tham level. Các bạn chờ Minh Nam một chút, Minh Nam tạm dừng này, bấm edit một chút này. Loop second. À, cái lần số lần nó trễ nhá. Các bạn để cho Minh Nam là tầm 3 giây. Tầm 5 giây đi. Đấy, tầm 5 giây. Ok, save. Đó. Xem lần mới nhá. Các bạn để cho Minh Nam 5 giây, đúng rồi. Bởi vì nó load lại ấy, thì khi mà nó load lại sang một cái vòng mới thì các bạn phải cho nó thời gian nghỉ, đúng không? Thì nó mới sang cái vòng mới được. Chứ nó lặp lặp liên tục thì các bạn hiểu rằng là nó rất là khó. Được chưa? Cũng 20 phút rồi. Đấy. Ok. Đó, tương tự như vậy thôi. Thì Minh Nam xin tạm dừng ở đây. Còn các bạn cứ thao tác nhé. Có cái gì các bạn nếu mà dùng trên máy tính như này ấy, các bạn mà dùng giả lập thì các bạn cứ qua Ultra View với Minh Nam, được chưa? Để Minh Nam sẽ hỗ trợ các bạn, nhắn tin qua Zalo là anh ơi hỗ trợ em cách auto ở trên điện thoại. Nhưng mà đa số các bạn rằng là Minh Nam cũng sẽ hiểu là các bạn sẽ làm được, được chưa? Bởi vì là các bạn cũng thao tác cũng khá đơn giản thôi, được chưa? Đấy, đây này, script này. Đấy. Xem bình thường, đúng nào? Đó. Và xem cứ xem như vậy thôi, khi nào xong là được, đúng không? Đó. Thì video thì Minh Nam cũng xin được tạm dừng tại đây, nó cũng khá là dài rồi. Đấy. Bạn nào có hỏi thắc mắc gì cứ nhắn tin cho Minh Nam nhé. Đây này, vẫn còn các cái trình duyệt Minh Nam đang thao tác ở đây. Đấy. Ok. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu thấy video mình hay, hãy cho mình xin một like. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Minh Nam Vlog để cập nhật những video mới. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn các video mới nhất nhé.